Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cha quản hạt cũng là cha quản sứ giáo sứ Ba Lan. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng giáo sứ, các giáo họ, quý cố, quý bà, anh chị em. Chúng ta bắt đầu bước vào tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Và hôm nay ngày đầu tháng, chúng ta cùng với Hội Thánh Toàn Cầu dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Chiều hôm nay, giáo xứ Ba Làng của chúng ta quy tụ nhau tại Nghĩa Trang, nơi những người thân của chúng ta đang an nghỉ. Chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ này, cầu nguyện một cách đặc biệt cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, họ hàng, thân nhân, những người cùng giáo xứ đã qua đời, đang an nghỉ tại đây cũng như ở những nơi khác. Chúa Giêsu đấng chết để cứu mọi người và sống lại cho mọi người sống lại, giờ phút này hiện diện trong thánh lễ này, và Ngài sẽ chết và sống lại ngay trong thánh lễ này. Khi được cử hành, Ngài sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho các linh hồn và đưa các linh hồn thân yêu của chúng ta về thiên đàng sống với Ngài. Vì thế chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ này và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. Đồng thời, ngày hôm nay chúng ta sau thánh lễ cũng viếng chung nghĩa trang này để chúng ta lãnh ơn toàn xá chỉ cho các linh hồn. Chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ này, rước lễ rồi xưng tội. Ai chưa xưng tội thì mai mốt xưng sau cũng được, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận toàn sáng, và để cho chúng ta xứng đáng đón nhận ơn toàn sáng, để cầu, để chỉ cho các linh hồn chúng ta cần có một tâm hồn trong sạch. Vì vậy, hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta hãy có lòng sám hối sâu xa, nhìn lại đời sống của mình, thấy còn lỗi lầm nào, lại xin Chúa thương tha thứ. Tôi thu nhận hồn nhiên cho toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi làm. Vì vậy tôi xin được bà Maria dọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Chúa Kitô được do chúng con. Xin Chúa Kitô được do chúng con. Xin lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đài muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa. Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Bởi vì Chúa dâng
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi! Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là người thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài tỏ tạo những mong ngóng đời chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, mọi loài thò tào cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trong đời Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón Người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ không chết, em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng hùng,
chiều hôm nay chúng ta ở rất gần những người thân chúng ta đã qua đời. Trước cái chết của người thân, ai chúng ta đã là người đều buồn hết. Nhưng chúng ta, người Công giáo, không có tuyệt vọng. Trong khi những người không có tin vào sự sống lại, họ buồn mà còn tuyệt vọng nữa, như là một nhà danh soạn kịch nổi tiếng người Pháp. Ông qua đời năm 1994, tên là Eugène Ionesco. Ông ấy viết trong tập nhật ký của ông như thế này: người ta chết vì đói, người ta chết vì khát, người ta chết vì buồn chán, người ta chết vì cười, người ta chết vì lạc thú, người ta chết vì sợ hãi, người ta chết vì chiến tranh, người ta chết vì bệnh tật, người ta chết vì già nua, người ta chết hàng ngày. Chúng ta sống để mà chết. Sự chết là mục đích của cuộc đời này của chúng ta. Người ta sẽ cho đó là một chân lý bình thường. Đối với tôi, mỗi khi tôi trải qua một giây phút nào đó, tôi lại tự nói với mình rằng sống ở đời này chỉ có một mục đích duy nhất là để chết. Sự chết người ta không thể làm được gì chống lại điều đó. Người ta không làm được gì cả, người ta không thể làm được gì để chống lại sự chết. Hơn nữa, trong thực tế, không một ai trong số những người đã bước vào cõi chết lại có thể trở lại nói cho chúng ta, những người còn sống, biết được cái chết của mình thực sự là gì. Những người chết hoàn toàn câm nín, không hề hé môi, còn những người đang sống lại khắc khoải trước vấn nạn sự chết. Trong sự yên tĩnh đó, chúng ta giống như những người lữ hành cô đơn lẻ loi, và tiếng kêu gào của chúng ta chỉ nhận được tiếng vọng trở lại của chính nó, chứ không phải là câu trả lời. Vâng, không ai có thể san sẻ cho kẻ khác kinh nghiệm về cái chết của mình được. Mỗi người trong chúng ta phải tự cảm nghiệm lấy một cách hoàn toàn cá nhân và rất riêng tư. Là con người, không một ai trong chúng ta lại thích chấp nhận một sự thật của cuộc sống là sự chết. Sự chết là người đồng hành trung tín nhất của chúng ta. Trái lại, chúng ta thường tìm cách tránh né và chạy trốn trước thực tại đó. Chúng ta luôn đẩy lui cái thực tại chắc chắn nhất đó ra xa khỏi tâm trí và cuộc sống của chúng ta. Và làm như thế nó chỉ xảy đến cho người khác mà thôi, còn chính chúng ta được miễn trừ, không phải chết. Nhưng tất cả những thái độ tránh né và chạy trốn đó chỉ là sự lừa dối chính mình. Bởi vì sự thật vẫn còn đó, tất cả chúng ta sống là để chết. Chúng ta có thể tìm đâu ra được một cái gì khả dĩ thay thế sự chết được không? May cho chúng ta có một người, một đấng có thể giúp chúng ta. Người đó, đấng đó chính là Đức Giêsu Kitô, đối tượng đức tin của tất cả chúng ta. Trong bài Tin Mừng, khi cô Marta có người em là Lazaro bị chết, Chúa Giêsu đến thăm, đã mếu máo nói: thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Chúa Giêsu trả lời: thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Các tông đồ là những người đã tận mắt thấy Chúa sống lại, đã rao giảng và đã dám chết để làm chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại thật. Thánh Phaolô là người đã gặp Chúa phục sinh trên đường Đa-mát, đã quả quyết với chúng ta trong thư Roma như sau: đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ làm cho thân xác hay chết của anh em có được sự sống mới. Nếu xưa kia Chúa đã hỏi chị Marta
con có tin điều đó không? Thì giờ phút này Chúa Giêsu cũng đang hỏi từng người chúng ta, con có tin Thầy là đã sống lại và sẽ làm cho người khác sống lại không? Ma-ta thì đã thưa Thầy có, con tin Thầy là Đức Kitô đấng phải đến trong thế gian. Thì lúc này tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ trả lời như chị Ma-ta xưa: thưa Thầy, con tin. Chính vì niềm tin này mà chúng ta đang có mặt tại nghĩa trang này. Chắc chắn khi thấy chúng ta tuyên xưng niềm tin này thì các linh hồn, đặc biệt các linh hồn thân yêu của chúng ta, các linh hồn đang ở tại nghĩa trang này hay ở các nghĩa trang khác, đang vui mừng hết sức, vì hơn ai hết các linh hồn thân yêu đang đau đớn chịu thanh luyện, đang khao khát được sống lại và sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa, sẽ được chúng ta giúp đỡ qua niềm tin và lời khẩn cầu của chúng ta. Và dịp lễ các linh hồn năm 2012, khi tôi đang học tại Philippines, tôi đã đi đến một trong các nghĩa trang lớn nhất ở Manila, thủ đô Philippines. Tôi thấy mọi người trong gia đình dọn đồ ra nghĩa trang, dựng lều bên cạnh mộ người thân của mình, ở đó cả nhà 3 ngày 2 đêm, từ mùng 1 cho tới mùng 3 tháng 11, để chung sống và cầu nguyện với người thân của mình. Niềm tin vào sự sống lại và niềm tin của người thân của họ vẫn đang sống được tỏ bày một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Chúng ta không ở lại trong nghĩa trang này 3 ngày, nhưng chắc chắn tâm trí chúng ta vẫn ở bên cạnh người thân chúng ta suốt tháng 11 này, suốt năm, suốt đời của chúng ta. Vì thế lúc này tuyệt lắm, chúng ta nhìn đi, người thân ngay bên cạnh mình ấy, rất gần, mình có thể đụng chạm được. Họ đang kêu cầu chúng ta giúp, bởi vì giờ phút này ở luyện ngục còn cái gì vui thú nữa đâu, chỉ có thiên đàng thôi, và chỉ mong có thiên đàng thôi, mà lại Chúa cho chúng ta có thể giúp họ nữa. Hãy tận dụng những gì Hội Thánh đề nghị với chúng ta trong tháng các linh hồn này để giúp những người thân của mình đạt được hạnh phúc. Vì thế chúng ta, những người đang có thể lập công giúp cho các linh hồn, là những người mà họ đang tràn đầy hy vọng vào sự sống vĩnh cửu nhờ vào tình thương của Chúa và lời cầu thay nguyện giúp của chúng ta, tất cả chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria, với các thánh khẩn cầu Chúa cho những người thân yêu của chúng ta được mau về được mặt Chúa. Amen. Sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhờ
người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa nhận lời chúng con. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa nhận lời chúng con. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sắng và thường xuyên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được hòa hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ gọi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết, nhờ lễ tế vô song này xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chí Năng. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cần lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, thì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thân. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một đời Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, các đấng, các bậc trong giáo xứ chúng con đã qua đời, mà Chúa đã gọi ra cõi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như đây anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứ thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là Cha, nước Cha chỉ đến khi Cha đây hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng từ chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì hương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng cho đấng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cùng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trọng kính Đức Cha tôn kính, kính thưa Cha hạt trưởng, hạt Ca Làng cũng là Cha chính xứ. Kính thưa quý cha phó, quý cha quê hương, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Tiết trời xe lạnh của đầu đông, hôm nay nơi vườn thánh giáo xứ Ba Làng, chúng con thật vinh hạnh được Đức Cha Giuse giám mục giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà tổ tiên của chúng con. Cho dù đường xá xa xôi cùng với cái lạnh lẫn mưa xa, cũng không cản nổi sự quan tâm của Đức Cha, quý cha. Vâng, đây là một hồng ân mà Đức Cha dành cho giáo xứ chúng con, đặc biệt là cộng đoàn thiêng liêng đã ăn rất ngàn thu tận kiến sự quan tâm của Đức Cha. Thật quý giá biết chừng nào. Trọng kính Đức Cha Giuse kính mến, trên vai Đức Cha nặng trĩu trọng trách với biết bao công việc bộn bề, nhưng Đức Cha vẫn quan tâm ưu ái dành cho giáo xứ chúng con những thời gian vàng ngọc để ban pháp cho chúng con được hưởng dùng bàn tiệc vô giá. Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện đầy đủ các quý báu của quý cha quê hương. Vâng, chúng con không giấu nổi cảm xúc mà Đức Cha, quý cha thương ban cho giáo xứ chúng con. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, cuộc sống dân trải nhuốm mật bao màu phóng sương, cao đảo đã và đang trang muôn đời mau đổi thay của thế sự, đời sống mong manh dường như chỉ biết khó khăn. Nhưng hồng phúc giáo xứ chúng con có chủ trang đầy nhiệt huyết, biết lái con thuyền vượt rừng dương, giúp giáo xứ chúng con không ngừng thăng tiến. Và hôm nay giáo xứ chúng con hạnh phúc được sự quan tâm ưu ái của Đức Cha, quý cha, giúp chúng con có thêm nghị lực để sống niềm tin giữa biến đời, để tiếp nối truyền thống của cha ông xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến hơn. Đặc biệt chúng con biết chất lọc những tinh hoa và kiến tạo cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai theo đường hướng phúc âm, đồng thời gieo vào lòng chúng con sự nhiệt huyết, niềm tin và bác ái, hầu mong góp phần cho bé nhỏ bé vào công cuộc mở rộng nước Chúa. Chúng con xin tri ân Đức Cha, quý cha nhiều lắm. Gia đình giáo xứ chúng con và cộng đoàn thiêng liêng hầu kính chúc Đức Cha, quý cha tràn ơn sủng, luôn bình an và mạnh khỏe để Đức Cha, quý cha chăm sóc đoàn chiên của Chúa.
tới đến bình an. Với tất cả tâm tình tri ân cảm mến của hơn 9.000 con tim kết thành bó hoa tươi thắm, xin tri ân cảm tạ ơn Đức Cha quý Cha, xin Đức Cha thương đón nhận. Con xin được. Kính thưa cha quản sư, quý cha, quý ông bà, anh chị em, trước khi chúng ta cùng nhau đọc kinh viếng nghiêm trang trọng để lãnh nhân xá cầu cho các linh hồn, tôi xin có một vài điều cảm ơn cha quản sư và hết mọi người qua lời của ông chánh. Trước hết, khi làm giám mục một giáo phận thì giáo phận đó là nhà của giáo mục. Mọi người ở trong giáo phận là anh chị em của giáo mục, người còn sống cũng như người đã qua đời. Không ngơi nghỉ trong lời cầu nguyện của giáo mục. Và hôm nay tôi rất sung sướng được đến đây để cùng với quý ông bà anh chị em ở gần cả những ông bà anh chị em đã qua đời để xin Chúa thương xót ông bà anh chị em của chúng ta đã qua đời, xin Chúa đưa họ về mong về hưởng mặt Chúa. Đồng thời thì tôi cũng hiện diện ở đây để kêu gọi mọi người chịu khó nhớ tới những người đã qua đời. Nghĩa trang này đẹp lắm, thỉnh thoảng đi qua ghé vào đây không phải tán các linh hồn cũng được. Tôi đề nghị mai mốt bắt điện làm đường như thành phố để chúng ta có thể vào đây bất cứ lúc nào để cảm thấy người chết và người sống rất là gần gũi, bởi chúng ta tin vào sự sống lại và điều đó nói với mọi người chứ không phải là hết. Còn một sự sống mênh mông hạnh phúc vô cùng với Chúa, đó là điều mà chúng ta cần rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Một lần nữa xin cảm ơn hết mọi người và thay lời cho những người đã qua đời đang có mặt ở đây, cũng như thay mặt cho những người không có mặt ở đây đã qua đời, xin cảm ơn cha xứ, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà, anh chị em đã dành thời giờ tưởng nhớ cầu nguyện. Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Và điều cuối cùng là người phụ trách lòng thương xót đó, kêu gọi hết mọi người trong lòng thương xót của giáo xứ đến nhà thờ giáo xứ cầu nguyện chung với nhau vào ngày Chủ nhật vào lúc 2 giờ. Và giờ đây, sau phép lành, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính và kết thúc xin cả đoàn hát bài cầu nguyện cho các linh hồn. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao thành trời ơi. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha đã sáng được Cha chỉ đến như Cha thể hiện trời đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng thương chúng con cho cõi sự giữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh chiếu nán đời quan phong sinh.
chúng con.